Chào tất cả anh em nhé. Trong cái khi triển lãm này thì một cái bất ngờ mà Trung Bonsai muốn chia sẻ với tất cả anh em là một cây vú sữa dáng rất là đẹp. Đặc biệt là cây vú sữa này thì quả rất là to, thân rất là cuộn nhé. Đây là một trong những cây vú sữa mà không biết của ai. Và đoàn đây thì Trung Bonsai cũng chưa nhìn thấy số điện thoại. Trong cái khuôn viên này mà có một cái cây vú sữa như này ăn quả như này, hàng rất là đẹp, nhìn sướng luôn. Vừa rồi có một anh bạn anh nói là cây này cũng khá là lắm tiền. Đấy, nhưng mà không biết là bao nhiêu. Đặt xuống đây rồi để Trung Bonsai sẽ tham khảo giá cho mình nhé. Đấy, nghe nói cũng tiền trăm rồi. Mua về đã tiền trăm rồi. Đẹp. Đây thì người nói là ghép. Cây là ghép nhưng mà thực ra là Trung Bonsai chưa nhìn thấy điểm nào đây điểm ghép cả. Đây là một trong những cây mà nguyên bản luôn. Quả ra như này. Trên đầu cành. Bao nhiêu quả trên một cái cành như cây như này. Các bác biết là có một cái cây ăn quả mà nó trên chậu mà nó thuần như này thì tất nhiên là mất rất nhiều công sức, đặc biệt là tay cành của nó đây. Tuyệt vời không? Cây tuyệt vời đó. Mình chuyên quay về cây công trình nhiều nhưng gặp những cái cây như này chắc chắn là quả lún lún rồi. Khả năng là cái kỳ triển lãm này là say rượu là ra là các sếp là cũng hưởng được hết đấy. Quả đúng tuyệt vời luôn. Cây cây tuyệt vời quá. Cây ăn quả như này. Đây là khuôn viên bên trong. Đấy, chắc chắn là Đồng ơi. Đồng tóc dài đây, hôm nay đưa phu nhân đi mà nhảy lên anh chụp cái ảnh ấy. Nhảy lên, cứ nhảy lên gốc đấy. Chú cứ nhảy lên đi. Không, nhảy lên là ngồi ở gốc cây đấy, việc gì đâu mà cây này thì thoải mái. Ở trong đấy. Úi giời. Đây, Đồng tông dài hôm nay là đã đưa phu nhân đi mà gặp được cái vú sữa này thì thực ra anh em tôi cũng đang quay và chia sẻ tới tất cả anh em đây. Quá nhiều quả. Sai chữ. Sai chữ đúng không? Kinh điển. Và đó là kinh điển luôn. Cây rất là gọn nhá, chạy rất là cái độ dẻo, chạy nếu mà nói cái độ chạy kia này, nhìn này, cây nó hất này, gầm nó hất này, thấy đấy quăng chưa, quăng giật về đây này, quá đẹp. Đi quay cây cảnh mà nhìn cái cây này thì không cưỡng này được, vài trăm rồi, mua vài trăm, trời em phải tiền, nhiều tiền đó. Cái này bung dễ, mai người ta làm bệ, làm chân này, làm đá thiết đây đẹp lắm. Tại vì cây nó bay cũng khá là dài rồi. Cái con này phải trồng ra đây này. Ờ, đúng rồi, cho nó bay về kia. Hay là núc cấy người ta muốn là để cho nó bay ra kia kìa. Người ta muốn ra đây nhưng mà nó lại không cân được. Nó đây nó mới bay ra đây, nó mới cân chậu. Đấy. Cây này cấy cao lên. Cấy nó dịch lên đây phát nó bay đây nó mới cân cái chậu này. Rồi. Đây một khoảng trống này. Nguyên bản luôn, không có cắt ghép gì ở cây này cả. Đây, về đến triển lãm thì còn một cái dãy ở bên mặt sau này nhá. Anh em cũng cố gắng đi vào bên trong đây. À, khu trung tâm đây thì chắc chắn là bắt gặp rất nhiều. Đấy, rất nhiều những cây. Đấy, anh em tôi đưa về đây. Ruối này. Xanh của thành quế, thành cà phê. Cái hàng này chắc của anh thành cà phê rồi. Cũng một hàng này của thành cà phê cả. Đẹp chưa? Đây. Thành cà phê thì số điện thoại đây nhá. Các bác nào mà tiện thì cứ liên lạc trực tiếp đây với chủ nhà vườn. Những tác phẩm này thì anh em cứ ép giá thoải mái. Vì đây là những người mà người ta cũng đi hàng chợ, cũng chơi và giao lưu thường xuyên. Cây này đẹp. Cũng có độ chất đấy.
cấp chưa, cho ăn nước rồi. Cây khá là già nhá, đẹp nhá. Cây chơi hai mặt này, mặt này cũng khá là đẹp. Thực ra là về đến triển lãm lần này này, còn lại có số điện thoại rồi. Cây đây là cây bên Mạn Hông, anh em đi về Mạn Hông của triển lãm nhé. Một trong những cây hai thân khá là dẻo đẹp. Dạ chưa, cái này chủ nhân tiếp tục đang nuôi nhé, đang nuôi những cái mầm thở nữa nên là chưa tiện cắt ra. Nếu lọc ra mà cây này thì cái lúc chín muồi thì đẹp lắm, anh em nhìn sướng luôn. Giống giống cây của anh Thành Quế quá. Chưa tham khảo được giá. Những cây như này làm phong cách miền Nam. Thực ra là si rất là nhiều, nhưng mà chúng con sai bắt gặp ở triển lãm này rất là ít. Đấy, chắc chắn là những cái cây si trong vòng 2 đến 3 năm nữa thì cái số lượng si bây giờ trong dân cũng như trong những người mà đang nắm giữ những cái cây si quý thì chắc chắn là sẽ rất là nhiều, để anh em có thể là có một cái buổi nào đó, chắc chắn là có một kỳ nào đó anh em sẽ tổ chức giao lưu chỉ có si thôi. Cái này biết là nếu mà chỉ có si không thì chắc chắn là lúc đó triển lãm chắc chắn là cực kỳ thú vị, anh em chờ xem nhé. Thì hôm nay là chung một sai cũng đi với ra này một số anh em đây cố gắng điểm tin chia sẻ tới tất cả người đam mê gần xa. Nếu mà anh em mà có dịp nghỉ lễ này, mà có dịp về mà có thể tham quan giao lưu trực tiếp cùng với các nhà vườn thì tất nhiên là sẽ rất là tốt. Cây này là một trong những cây gỗ gầm vườn quá đẹp luôn. Gầm cây lá vào cái khu toàn những siêu phẩm để cho anh em chiêm ngưỡng qua nhé. Đây. Cây này của anh Thinh Trọng, một trong những cây rất là giá trị, giá trị về thời gian cũng như giá trị về vật chất. Để anh em biết anh Thinh là một trong những chủ nhà vườn, một năm anh ít nhất tổ chức đến 1 đến 2 lần, anh em có thể là khắp nơi trên toàn quốc cũng như là trong ngoài tỉnh cũng đều về Thái Bình để chiêm ngưỡng giao lưu. Kết hợp với nhà vườn Triệu Bùi nữa thì rất là tuyệt vời. Cây rất là già nha. Số điện thoại của chủ vườn. Chúng một sai cũng xin được dừng video đây. Hẹn tất cả anh em ở video sau nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và anh em, và chúc anh em mua được nhiều những tác phẩm đẹp, xuất sắc.